Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web và 24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì lại tiếp tục là một trận đấu solo squad thôi. Hiện tại thì trong cái vòng quay chế tác của chúng ta đã xuất hiện cái bộ Ska siêu phẩm rồi. Không biết là anh em trong kênh của mình đã có bạn nào sở hữu hết cái cây Ska đó chưa? Thì đến với cái video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ đi phân tích và đi đánh giá tất cả những cây súng trong bộ Ska siêu phẩm đó và đưa ra một cây súng mạnh nhất. Để cho ví dụ nhá, bạn nào mà có rất nhiều tiền thì cứ xúc cả bộ về không sao, nhưng mà bạn nào là một fan gọi là cuồng tín của cây Ska nhưng mà lại không có nhiều tiền thì chỉ muốn đổi một cây mạnh nhất ở trong bộ đó thôi. Vậy nên là chúng ta cùng nhau thảo luận và đưa ra cái đánh giá tốt nhất nhé. Anh em mà biết gì hoặc là những cái thông tin gì mà anh em thấy hợp lý thì mọi người cứ comment xuống bên dưới cho những anh em khác biết cũng được, chúng ta cùng nhau thảo luận mà. Bên dưới thì đang có bắn nhau rất gắt, vậy nên là mình sẽ xuống đấy kiếm thêm ít mạng với ít người đã anh em ơi. Lát nữa nhặt được Ska thì chúng ta sẽ bàn về cây Ska sau. Anh em kia bị sao nhở? Ủa ơi, do mạng của mình anh em ơi. Tự dưng sao nó nhảy cao thế nhở? Ủa ơi, lát thế. Họ bắn từ bao giờ rồi mới hiện cái biểu tượng gục lên. Một thanh niên nữa này. Bạn ấy di chuyển như kiểu bị co giật vậy. Mình sẽ gạt giò bạn đi luôn. Kill đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Anh chàng này lại không có Ska. Trong cái bộ súng Ska của chúng ta ấy, thì những cái cây bên dưới thì chúng ta sẽ không bàn nữa nhá. Mà chúng ta chỉ nói về hai cây. Một là cây Ska quái thú và hai là cây Ska đẳng cấp Titan. Hai cây đấy là hai cây mạnh nhất. Và ủa ôi, mình lạc ở đâu thế này? Hai bé. Ok, lia. Tí nữa thì dụng team anh em ạ. May mà hôm nay mình mặc cái bộ quần áo nó chật nên là cái team nó đang bật ra xong nó lại bật vào. Chứ mọi hôm toàn ở trần là nó bật ra luôn rồi. Xem có Ska không nào. Không AK thôi à? À, đây rồi. Ok. Anh em thấy gì chưa? Đây chính là cây Ska của mình. Nó có tên là Ska quái thú. Xanh lẹt luôn. Nhưng mà theo mình đánh giá ấy, thì trong cái bộ Ska trước giờ chúng ta đang có một cây skin cực kỳ mạnh. Đó chính là Ska thần tình yêu. Bao gồm là tăng 2 vạch sắt ý lộ, 2 vạch tốc độ bắn, 1 vạch sát thương và giảm đi 1 vạch tầm xa. Đấy chính là cái cây mà đang làm mưa làm gió trên cái bộ súng Ska của chúng ta. Nhưng mà hiện tại ở cái bộ súng siêu phẩm này thì nó lại vừa ra thêm một cây Ska nữa. Nó có tên là Ska đẳng cấp Titan. Cũng là 2 vạch tốc, 1 vạch đam. Nhưng mà cái vạch bị trừ nó chỉ là một cái vạch băng đạn thôi. Mà anh em biết rồi, vạch băng đạn thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái súng của chúng ta cho lắm. Còn về cái cây súng thần tình yêu ấy, cái vạch trừ của nó lại là trừ tầm xa. Riêng về cái băng đạn thì không ảnh hưởng gì nhá, nhưng mà cái tầm xa là khác nhau hoàn toàn rồi đấy. Chẳng hạn như là hai người cùng chạy đến với nhau thì bạn nào mà tầm xa tốt hơn thì sẽ nhìn thấy bạn kia trước. Và khi mà nhìn thấy trước rồi thì đương nhiên là anh em sẽ bắn được trước đúng không? Và anh em sẽ giành lợi thế nhiều hơn là khi mà việc bị mất tầm xa. Đấy chính là cái lý do mà cái cây Ska đẳng cấp Titan nó ngon hơn cái cây Ska thần tình yêu của chúng ta. Còn về cái cây quái thú này ấy, thì tính tổng thể ra thì nó là một cái cây súng đẹp nhất trong bộ đó. Nhưng mà chưa chắc nó đã là cây súng mạnh nhất trong cái bộ đó đâu nha. Tại vì ấy, nó tăng 2 vạch sát thương và 1 vạch giảm giật.
còn cái vạch bị trừ là tốc độ thay đạn thì mình không nói nữa. Nhưng mà theo cái tổng quan đánh giá của mình thì mạnh nhất cái bộ súng này đó chính là cây SK đẳng cấp Titan. Vì sao? Vì cứ súng trường mà lại liên quan đến tăng sát thương là 1, tăng tốc độ bắn là 2 là auto ngon rồi. Kể cả súng tiểu liên cũng vậy thôi. Nhưng mà thường thì súng tiểu liên người ta sẽ không thêm cả hai cái yếu tố đó vào đâu. Ở mọi cái skin súng cứ tăng hai cái đó là lợi, một là sát thương, hai là tốc độ bắn. Nếu mà cây súng nào mà tích hợp cả hai cái chỉ số đấy vào thì lại càng ngon hơn nữa cơ. Vậy nên là SK thì trước giờ chúng ta có SK thần tình yêu, nhưng mà có lẽ là khi mà ra cái cây SK đẳng cấp Titan thì cây SK đẳng cấp Titan sẽ xoán ngôi của cây SK thần tình yêu. Mặc dù là cây này trong vòng quay chế tác thì cái lượng kim cương để quay được nó sẽ tốn hơn nhiều so với việc anh em mở hộp để mua cái cây SK thần tình yêu. Nếu mà anh em mà còn nhớ ấy, thì trước giờ chúng ta cũng có một bộ súng AK rồi, anh em nhớ không? Cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà ấy, trong cái bộ súng đấy thì lại gần như là chẳng có một cây súng nào mạnh. Và cái cây súng mà đang mạnh nhất trong cái bộ skin AK đó chính là AK dòng lửa, tăng sát thương và tăng tốc độ bắn. Chứ còn cái bộ súng mà trong vòng quay chế tác lần trước ấy, nó chỉ có đẹp thôi. Và gần như là mình chẳng thấy ai dùng, toàn thấy AK dòng lửa thôi. Ai ai cũng AK dòng lửa, ai ai cũng SK thần tình yêu nếu mà có. Đấy, thế nên là anh em để ý mà xem, cứ cái nào mà cứ có sát thương, có tốc độ bắn là mạnh nhất. Đối với cây AK của chúng ta thì có cây AK dòng lửa. Đối với SK thì hiện tại bây giờ là đang có SK đẳng cấp Titan. Đối với M4A1 ấy thì anh em có thể để ý là cái cây M4A1 thảm họa vừa mới được thêm vào vòng quay súng. Đấy, cây đó là mạnh nhất. Còn cái cây M4A1 kể cả là trong cái quy đổi ở cái chế độ đẳng cấp ấy thì mình cũng có rồi, nhưng mà nó không thể nào mạnh bằng cái cây M4A1 thảm họa vừa mới thêm vào được. Mặc dù là cái cây M4A1 mà trong cái độ chiến đẳng cấp ấy nó đẹp hơn, nhưng mà đẹp để làm gì đâu, chúng ta cần nó mạnh thôi. Đẹp. Ok, cũng khá là ok. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái cây SK quái thú này để anh em xem được cái độ đẹp của nó ở trong game. Nếu mà mới nhìn thoáng qua ấy, thì nhiều anh em sẽ nhìn nhầm sang cây M4A1 thảm họa. Nhưng mà nhìn kỹ ấy, thì anh em có thể thấy là ở cái đầu cây súng nó còn có một cái con rồng nữa cơ. Thỉnh thoảng nó sẽ sáng lên, trông rất là ngầu. Đáng ra là cái skin quái thú này chỉ số phải là cái cây SK đẳng cấp Titan mới hợp, đúng không? Phải mạnh. Nhưng mà đối với những anh em mà ít tiền ấy và quay ít ấy, thì mình nghĩ là để ở cái ô thứ hai là đẹp rồi, vì là vừa không mất quá nhiều bản vẽ mà vừa không mất quá nhiều đá chế tác. Đấy, bạn nào mà không có điều kiện thì cứ săn mỗi cái cây SK đẳng cấp Titan là ok lắm rồi. Bạn chạy đi đâu? Ok, đã gục. Gạt đó luôn. Cái team này có mấy người cơ? Ngon thì công không đây? Cũng khá là yếu rồi đây anh em ạ. Có nên công ra không nhờ? Chơi luôn đi. Này, lựu đạn đấy. Mình bị ba hướng bắn liền. Đậu xanh con ong. Các bạn cứ bình tĩnh thôi chứ. Ba người, mỗi người dí một hướng. Làm sao mình chơi lại được? Bình tĩnh thôi anh em ạ. Giờ này là phải bình tĩnh thôi. Đang trong cái lúc giao tranh mà lại xuống đây nhặt cái mặt nạ. Đó, cái số của bạn đấy. Ok, thêm một bé nữa gục. Trên kia giao tranh đang rất lớn. Nhưng mà kệ thôi, mình giết được thêm mạng nào thì hay mạng ấy. Công nhận là đang bắn cái cây SK thần tình yêu, cái tốc độ nó ra đạn phê như thế. Bây giờ bắn cái cây SK quái thú này, cảm giác nó lại về với cây SK thường.
Nhưng mà Dam công nhận là to thật đấy anh em ạ. Dã man con ngan luôn. Êm rồi đấy. Mình có nên lên trên kia để tham gia chiến trường cùng với các bạn ý không nhỉ? Giờ này chắc là các bạn ý cũng giết nhau xong rồi. Ai sống thì còn sống mà ai chết thì rõ ràng rồi. Thôi, tốt nhất là mình nên vào bo thôi. Cái bo 2 của chúng ta đã xuất hiện nhưng mà nó cũng ở rất là xa so với mình. Anh em có để ý là những cái skin súng được thêm vào mới đây của chúng ta càng ngày càng đẹp và càng ngày càng có nhiều cái chỉ số ngon hơn không? Công nhận là game của chúng ta đang nghiêng về skin súng hơi nhiều. Ước gì nó chỉ đẹp thôi thì tốt biết mấy anh em ơi. Bó hài chúng ta đã thu. Mình sẽ ra đây cam mấy thanh niên ban nãy bắn nhau ở dưới nhà gỗ. Trước mép bo lại có vùng bom rơi. Chẳng biết là có team nào đang cam nhau ở đấy đây. Mà mình cũng thấy kỳ ha. Mọi người có để ý là trong cái vòng quay chế tác của chúng ta ấy, cái viên đá ấy, nó chỉ là một ô trên cái vòng quay thôi mà cái bản vẽ nó có tới 3 ô liền. Vậy mà mình thấy có bạn quay tới 21 viên đá mà không được bản vẽ nào. Thế mới tài chứ lị. Ở bên dưới đây chúng ta có 3 người này. Một bé đã gãy. Nào. Ok, lia. Hóa ra có 2 người. Mình nhìn nhầm anh em ạ. Tưởng là 3 người cơ, ai dè có 2 người thôi. Anh em thấy không? Cứ chỗ nào mà có vùng bom rơi hoặc là cái UAV nó đang đứng im nhá, thì hai cái khu vực đó là luôn luôn có người. Nên là anh em chạy bo hay là di chuyển thì tốt nhất là nên, một là né ra, hai là nếu mà thích đi săn ấy, thì cứ lao vào đấy mà tìm, kiểu gì cũng thấy người. Còn bạn nào mà chạy bo theo cái kiểu núp núp ấy, thì tốt nhất là nên tránh những cái vùng đấy ra, tại vì những cái vùng đấy nó là vùng nguy hiểm mà. Mùa của chúng ta cũng gần hết nơi rồi. Thôi. Tí nữa thì mình bắn thêm được một thanh niên. Bạn ấy chạy kịp vào cái nhà vệ sinh mất rồi. Mình có nên chờ bạn ý hay là nên chạy vào bo và cam bạn ý đây? Bịt cửa à? Đậu xanh. Ok con dê. Bạn ấy chỉ bịt cái cửa chính thôi, còn vẫn nhảy ra được ngoài cửa sổ. Bảo sao mình nhìn vào không thấy đâu. Định chơi trò kiểu Dương Đông kích Tây. Ok, có lẽ là mình nên vào bo. Bắt đầu thu rồi. Cái bo này nó sẽ thu nhanh hơn hai cái vòng bo trước anh em nhé. Càng những cái vào những vòng bo trong ấy thì cái tốc độ thu nó sẽ nhanh hơn. Nó không như ngày xưa là thu đều đâu. Nhiều khi nếu mà ở ngoài bo rồi là chạy không kịp nữa. Xác định là chết. Và cái nhân vật Thor ngày xưa của chúng ta ấy có mỗi khả năng là chịu bo. Nhưng mà bây giờ chắc là cũng chẳng còn ai chơi cái nhân vật Thor nữa rồi. Mình thề luôn. Nếu mà bạn nào chơi cái game Free Fire này lâu rồi ấy, thì sẽ biết đến những cái giải đấu mà đầu tiên của Free Fire thì cái chiến thuật mà sử dụng Thor ôm bo rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì chịu rồi. Bo đau đến mức mà Thor cũng không làm gì được. Nên là gần như nhân vật Thor bây giờ phế hẳn luôn. Những cái nhân vật mới ra thì lại đem về quá nhiều lợi thế. Nên là đa phần nhiều anh em toàn sử dụng nhân vật mới. Chẳng hạn như là Paloma hoặc là những nhân vật như là Hayato đó, những cái nhân vật đấy nó cực kỳ lợi.
mà bây giờ Paloma có thể là một cái nhân vật lúc nào cũng phải được gắn vào trong cái bộ combo kỹ năng nhân vật, vì là nó quá lợi anh em ạ. Nó cho chúng ta quá nhiều đạn súng trường, mà súng trường là thứ không thể thiếu ở trong cái game này. Ở trong cái game chẳng hạn như PUBG hay là những cái game gì đó khác thì thường là người ta sẽ sử dụng một khẩu súng tỉa và một cây súng trường. Nhưng mà đối với game Free Fire của chúng ta là bắt buộc phải có một cây súng trường và một cây súng tiểu liên thì mới chơi được. Còn súng tỉa thì mình xin cái đầu. Còn cái cây súng tỉa ấy, thì chỉ có bạn nào gọi là thật sự đam mê, thật sự thích bắn súng tỉa thì mới bắn thôi. Chứ còn bình thường bảo mà dùng cây súng tỉa để làm súng chính thì mình thấy ít lắm. Một team nữa này. Không biết là mấy người đây. Hai ba người nhỉ? Hy vọng là đừng có bốn người nhá. Mình là mình ngại con số 5 này lắm này. Cái địa hình này nó lại chật đấy chứ. May quá, bò ra chỗ mình. Trâu thế nhở? Hai người, một bé đã gục, phải tranh thủ công lên ngay nha ơi, trước khi bạn ấy cứu được là mình cũng xong luôn đấy. Rồi hai em rồi, như vậy là mình cũng tiêu diệt được một vài người. Ok, nhân giống luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm anh em ạ. Rồi thì trận đấu của mình đến đây là kết thúc. Anh em có cái góp ý gì cho cây Ska quái thú của chúng ta, hay đúng hơn là cái bộ Ska siêu phẩm, thì cứ comment ở bên dưới nhé. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.